Tin được không? Đây chính là dáng bụng của chị gái U40, bụng xồ xề, tích mỡ sau 5 năm, tự ti mặc cảm với bản thân, ngại giao tiếp với người ấy chuyện giường chiếu. Cùng bệnh viện Kang U xem dáng bụng của chị khách sau một tuần giảm mỡ lipo ăn chia sao sẽ ra sao nhé. Dạ em sanh một bé, dạ khoảng 4 năm. Mình không có đo nhưng có bụng chứ. Cái hai bên hông hơi to, không tự tin về hai bên hông. Có mấy chị ở bệnh làm qua rồi nên em biết em nên làm. Sau khi mà chị làm xong dịch vụ bên em thì chị cảm thấy như thế nào, có đau có khó chịu gì không? Có chút xíu, vài ngày đầu bây giờ thì hết. Thấy mấy chị làm qua rồi thấy đẹp nên là muốn làm. Tự tin hơn. À, đội ngũ bác sĩ nè, các nhân viên tư vấn cũng như là cái điều dưỡng chăm sóc cho mình như thế nào? Cảm thấy rất là tốt, rất là tận tình. Yes. Mỗi ngày hỏi thăm, mấy chị đừng ngần ngại, hãy đến Găng Ngô làm đẹp để có dòng eo, để tự tin hơn mặc bikini. Chọn lipo ultrasound có eo thon nhẹ nhàng,